Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Lý hôm nay thì mình sẽ review cho các bạn album Vol 2 của ca sĩ Phong Đạt có tên là Chỉ Là Giấc Mơ. Đĩa VCD gốc nha các bạn. Đây là album Vol 2. Bây giờ mình sẽ mở bên trong cho các bạn xem cho kỹ hơn nha. Phong Đạt thì mình mua cũng được một vài cái album. Ngày xưa thì mình rất là thích nghe Phong Đạt hát luôn các bạn. Với nhảy nữa. Phong Đạt ngày xưa lúc mình đi xem ca nhạc á thì thường xuyên nhảy hip hop, mình rất là thích xem. Nhưng càng về sau thì Phong Đạt không còn nhảy hip hop nhiều nữa các bạn. Đây là tem cục nghệ thuật biểu diễn nha, có một số bài nhạc rất là hay. Tình xót xa, khúc tình xa, đợi chờ, thầm mong em quay về, chỉ là giấc mơ, và có bonus thêm karaoke nữa các bạn. Những bài karaoke. Bây giờ mình sẽ mở bên trong này cho các bạn xem nha. Trong chỉ có một chiếc đĩa thôi các bạn. Đây là đĩa VCD. VCD lồng trắng các bạn. Mình thích xem đĩa lồng trắng hơn là đĩa lồng xanh. Album này thì mình không có sách ảnh gì hết các bạn. Rồi mình xin kết thúc video tại đây nha các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Nếu như các bạn thấy hay thì cho mình xin một like, một share và một đăng ký nha. Nhớ nhấn vào chuông thông báo để nhận những video sớm nhất từ mình. Rồi mình xin chào tất cả các bạn.